Từ chiều qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo đỏ, mức cao nhất đối với siêu bão Yagi, trong khi nhiều địa phương trên cả nước này đang phải ứng phó với siêu bão. Chiều qua, bão Yagi đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Tuy nhiên, cơn bão này được dự báo có thể sẽ đổ bộ lần hai vào nước này trong chiều ngày hôm nay, dọc vùng ven biển của tỉnh Quảng Tây. Dự báo sẽ xuất hiện gió giật mạnh kèm theo mưa lớn tại một số địa phương như Quảng Tây, Quảng Đông và đảo Hải Nam. Để ứng phó với bão, nhà chức trách Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt khẩn cấp ở Quảng Đông và Hải Nam, đồng thời chỉ đạo các chính quyền địa phương thực hiện mọi biện pháp phòng chống thiên tai, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Trong khi đó, tại Thái Lan, Cục Khí tượng của nước này cũng cảnh báo nhiều địa phương, bao gồm cả vùng đô thị Bangkok, sẽ có mưa rông rải rác và mưa lớn kéo dài, kèm theo khả năng xảy ra lũ quét do ảnh hưởng từ siêu bão Yagi.